Xin chào các bác Trong video này đồng hồ Quang Lâm sẽ tiếp tục trên tay một vài mẫu đồng hồ nhật nội địa Hàng đã qua sử dụng và vẫn như thường lệ thì trong quá trình theo dõi Nếu như mà chúng ta quan tâm yêu thích chiếc nào thì có thể truy cập trực tiếp vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng Hoặc là còn có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là hotline 0834 69 hoặc là số 0915 559 883 còn nếu như mà ở gần thì xin mời các bác bớt chút thời gian qua lên tay tại địa chỉ số 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay thì em có một chiếc Seiko Con này là SARV001 Hàng đã qua sử dụng Con này đã qua sử dụng rồi chỉ còn đồng hồ và hộp Đó. Trong hộp thì nó còn mắt thừa Với cái tình trạng là một chiếc hàng đã qua sử dụng và cũng còn tương đối đẹp Đủ để cho các bác thoải mái dùng trên dây này nó đã có sức dăm nhẹ rồi để viền benzen đã có sức lông mèo trong quá trình sử dụng nhưng mà được cái thì con này lại không bị sức kính để em xem cái kính nó có sức không kính còn đẹp lắm các bạn gần như là không có sức đó dây thì đã có sức răm nhẹ nhé tình trạng như con này thì em đánh giá nó còn khoảng tầm loanh quanh khoảng 90% về ngoại hình. Và đây nó là một chiếc đồng hồ cơ tự động của nhà Seiko. Có cả hỗ trợ có tay. À, chiếc này thì nó sẽ có đường kính ở đây em đo được nó là khoảng size 42 và dày của nó là 11,7. Lắc to lắc. Lắc là 51,6. Anh em chỉ cần có cổ tay khoảng 16 trở lên thì đeo chiếc này nó sẽ phù hợp và thích một chiếc mặt màu đen với ba kim và hai lịch. con này thì được trang bị một bộ kim cọc khá là to bản và cũng có dạ quang ở phần thân kim và phần thân cọc số đủ để cho chúng ta có thể dễ nhìn vào ban đêm. các bác sẽ có là automatic này cơ tự động và made in japan nhé một trong những dòng quốc dân của nhật với hai cái lịch lịch ngày lịch thứ đó kính ở trên này nó là kính H kính khoáng cứng chống xước của Seiko còn đằng sau thì nó sẽ có bộ máy 4R caliber 4R36 với 24 chân kính và 41 giờ thì có tối đa đó, trong nước con này 100m nước thì có thể đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội là hoàn toàn thoải mái rồi Made in Japan đây nhé Made in Japan này. đi kèm trên này là một bộ dây kim loại và đầu trên là cỡ 20 chìa khóa nó sử dụng là con này trên này là 22 chìa khóa là 20 thì các bác có thể thay sang dây da để chơi cũng hoàn toàn là phù hợp trên này Đó. anh em phải tay từ khoảng 16 trở lên nhé thì đeo chiếc này nó sẽ vừa và đẹp và như tay em thì hiện tại đang là 17 con này là kính khoáng chống nước 100m dòng này thì các bác có thể dùng đi bơi được cơ tự động có hỗ trợ cắt tay và đang có một chiếc về với các bác là 3 triệu 750 000 3 triệu 750 con này có mã là 8837 8837 3 triệu 750 000 cho chiếc này Nếu như mà không thích chiếc đấy mà bản có lịch thì em còn có một bản là lộ tim lộ máy con này thì nó là một chiếc hàng mới rồi có đầy đủ cả giấy tờ hộp sổ thẻ đầy đủ hết thì nó chỉ khác nhau về mỗi cái bộ máy thôi các cái thông số kỹ thuật thì nó đều giống nhau về sai mặt đường kính độ dày và kích thước đều là size 42 cả nhưng mà con này nó sử dụng bộ máy là 4R38 4R38 thì nó chỉ có 3 kim với lại ô cửa sổ lộ tim thôi mỗi một cái đuôi đằng sau nó sẽ quy định chức năng của từng bộ máy và con này thì nó có cái mã để các bác check tham chiếu là SCVE053 nên biết là 31.900 nhé là khoảng tầm gần 6 triệu Đây, con này thì cũng là mặt màu đen một uh, phiên bản khác một cái là có lịch một cái là không có lịch đối với những chiếc mà không có lịch thì các bác dùng nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều và nó chỉ uh, vận hành đúng một cái chức năng là kim giờ kim phút kim giây Do vậy là nó cũng sẽ rất là bền. Đó. Kính là kính Hlex, kính kháng cứng chống xước của Seiko. Đây đằng sau thì em sẽ có thông số trên chiếc này. Con này là Made in Japan này. Máy 4R38 với 24 chân kính và 41 giờ thickot, độ chống nước cũng là 100m. Đó, chỉ khác nhau về mỗi bộ máy thôi. Các bác nào mà không thích có lịch thì có thể chơi chiếc này Với cái dây của nó là dây kim loại Thép đúc đặc nhé Đó. Và khóa thì sẽ có logo của Seiko Và đây nó là hàng mới Các bác nào mà thích chơi những chiếc mà nó chưa qua sử dụng Hoặc là cần mua để đi tặng người thân Cần hàng mới Thì có thể chơi sang con này Đó, và chiếc này phụ kiện về kèm sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ với mức giá là 4 triệu 790 nghìn, 4790. mã của nó là 8235, 4 triệu 790 nghìn cho chiếc Seiko này. Tiếp theo thì em sẽ đến với các bác một chiếc nữa cũng của Seiko nhưng mà ở đây nó là dòng Seiko 5 Sport một chiếc bản special edition và con này nó là một chiếc hàng chưa qua sử dụng với đầy đủ hướng dẫn sử dụng của 4R này và một cái thẻ bảo hành quốc tế international warranty cái này nó ra khoảng uh, giữa năm quần cuối năm 2023 và nó có rất là nhiều màu khác nhau. À uh, trên này thì nó có một cái viền benzen khá là ấn tượng hình cái vạch đích này. Đó. Còn uh, chiếc bên này của em thì nhìn nó khá giống một con thủy quân lục chiến với cái viền benzen có nhiều màu sắc. Còn một chiếc nữa Chiếc này thì nó sẽ có cái màu da cam Cũng khá là tươi Đó. Và ba cái bản này thì nó đều số lượng có Tương đối là giới hạn Và đây nó là đều là Hàng nội địa nhật xịn đấy các bạn Made in Japan Con này nó là SBSA BSA 219 và đều niêm yết là 44.000 yên. Mặt màu da cam một cái màu mà các bác sẽ thấy là nó cũng tương đối là hiếm gặp ở trên các cái dòng đồng hồ. nó Khá là tươi. Đường kính xe mặt ở đây thì nó là khoảng size 42,5. 42,5 và độ dày em có là khoảng 13,5 mm. À lắc to lắc ở trên chiếc này nó khoảng tầm 46, phù hợp với những anh em mà tay vừa và hơi to khoảng 16 trở lên là chúng ta đeo sẽ khá là phù hợp. trên này. À, mặt màu da cam nhé cũng nó sử dụng máy 4R36 với 3 kim 2 lịch à, dòng này thì nó dạ quang cũng tương đối sáng để cho chúng ta dùng đầy đủ ở trên thân kim cọc kiểu dáng thì nó sẽ là kiểu dáng thể thao Đó. mặt kính hát có một cái vành benzen xoay được một chiều để cho chúng ta có thể tính được giờ thể thao hoặc là giờ đi bơi đi lặn và đánh vạch chỉ phút từ 5 đến 60 núm ở góc 4 giờ này. Đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên trên này. 4R36 made in Japan. Đây là bạn special edition. Water resistant 13. Con này chống nước 100 m thì anh em có thể đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội hàng ngày là hoàn toàn thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Đó, cơ tự động chống nước 100 m, kính khoáng cứng chống xước. Khung vỏ bằng thép không gì, Mà này nó dành cho bác nào mà cá tính một chút Thích đeo màu da cam Khá là nổi bật ở trên cổ tay Hoặc là bác nào mà đang sưu tầm mà thiếu một chiếc đồng hồ mặt màu cam thì Có thể chơi con này Con này là 6 triệu 350 nghìn Mã là 7693 6 triệu 350 nhé À, sang đến chiếc này thì đây như các bác mà chơi đồng hồ thì có thể thấy là nó có một cái viền benzen cũng ba bốn màu này giống con thủy quân lục chiến đấy ngày xưa thì thông số kỹ thuật thì nó đều giống nhau và nó chỉ khác nhau về cái màu mặt số này thôi thì bác nào mà thích thì có thể chọn theo cái màu theo sở thích của mình giá niêm yết thì tương tự như nhau con này nó có tên là SBSA 221 cũng là 44.000 yên mặt màu đen mặt đen và Kim cọc thì sẽ màu thép bạc, kim dây màu da cam, ba kim và hai lịch made in Japan này, Đó dạ quang tương đối sáng để cho chúng ta dùng và máy thì cũng là máy 4R36 nhé. Và đây nó là những cái phiên bản mà được làm cho thị trường nội địa Nhật, có cả lịch thứ bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Đó. Không thích tiếng Nhật thì các bác có thể chỉnh sang tiếng Anh để dùng. một chiếc khá là đẹp và con này nếu như mà các bác thích thì nó đang có giá là 6 triệu 350 và mã là 7671 6 triệu 350 000 cho chiếc này à, tiếp theo thì sẽ đến chiếc mà có cái mặt à, viền benzen đó là cái vạch đích của đường đua này nhìn khá là hay mỗi con nó lại có một cái nét ấn tượng riêng như con này thì nó sẽ sở hữu một cái mặt số màu đen và có một cái viền benzen đánh vạch chỉ phút để chúng ta có thể tính được giờ thể thao hoặc là giờ đi bơi đi lặn đó cái tự động automatic này made in japan máy 4R36 thân vỏ thì được làm hoàn toàn bằng thép không dỉ đó, và chống nước là 100m nhé máy 4R36 bản Nhật nội địa made in Japan này. Sản xuất lắp ráp hoàn toàn tại Nhật. Mấy con này thì các bác đeo hoàn toàn thoải mái, đeo hàng ngày thì vô tư. Đi mưa rửa tay, tắm giặt, đi bơi. Hoàn toàn là bình thường. Trên này là một chiếc khá là đẹp. Và con này thì em đang có mức giá là 6 triệu 450 nghìn Đắt là 100 Mã của nó là 7997 6 triệu 450 Để xem con này nó có tên là gì đây Con này là SBSA245 các bạn nhé 44 000 yên là nó khoảng 8 triệu Thì đầu hồ con Lâm về chỉ có 6 triệu 450 nghìn thôi Đó Tiếp theo thì em sẽ trên tay một chiếc của Seiko. Con này là một chiếc Seiko thuộc bộ sưu tập Prospect Alpinist, một cái bộ sưu tập mà Seiko họ tung ra thị trường vào những năm 60 61. Đó. Và người ta làm bộ sưu tập này để dành cho những nhà leo núi. Nhật thì nó rất là nhiều các cái ngọn núi. Chủ yếu là núi và biển. Đó, như con này thì các bác có thể dùng lên rừng xuống biển được này và về kèm nó sẽ có một cái quyển sổ bảo hành quốc tế đi kèm cho chiếc này con này thì chính xác nó được uh, mở bán chính thức vào mùng 7 tháng 10 mùng 7 tháng 10 năm uh, 2023 đó và nó chỉ giới hạn ở trong những cái uh, boutique beauty hoặc là Grand Seco Salon được phân phối trên này thôi còn các đại lý bình thường thì không có và muốn có thì phải mua lại thì hôm nay em về với các bác một chiếc giá cực kỳ tốt để cho chúng ta chơi chiếc này tiền thân của con này nó là chiếc SRB 017 ra đời vào những khoảng những thập niên 60 thì uh, sau tiếp theo là nó ra cái con sbdc-091 này đó Cái con SRB-017 thì nó giống hết con này và họ cứ tại vì cái dòng này nó rất là thành công do vậy là họ cứ tái bản và nâng cấp các cái thông số của nó lên thôi đó, đến bây giờ năm 2024 thì ra con này 2023 thì ra con này con này thì bây giờ được thêm bộ máy có kim gmt và một bộ máy 6R54 với 72 giờ tích cót. Đường kính của nó là size 39 các bạn nhé, 39,5. Và con này thì nó dày khoảng 13,6 dày 13,6 mm. Nó dày hơn cái con không có kim GMT khoảng tầm 0,8 mm. Con kia là 12,8 thì con này nó là 13,6. Và lắc này nó là 46,4, một cái lắc cũng khá là ngắn và cụp ôm vào tay như thế này. Tổng trọng lượng của nó chỉ có 87 g thôi cũng tương đối nhẹ nhàng và thoải mái để cho chúng ta có thể đeo trong những cái hoạt động ngoài trời à, mặt số của nó thì sẽ có cái màu xanh xanh ngọc lục bảo và vân được sử dụng là vân trải tia săn bớt có 3, 6, 9, 12 được làm cọc số học trò còn các ô cọc còn lại là cọc index và có 4 kim gồm có kim giờ, kim phút, kim giây và kim GMT màu đỏ. À, đối với những chiếc có GMT thì các bác biết rồi là sẽ có thêm một múi giờ nữa trên đồng hồ. đó, lịch ngày của nó được chuyển dưới góc 4 giờ nhé và bây giờ thì nó không có cái kính lúp ở ngoài nữa rồi. đây như bản trước của nó thì nó sẽ có một cái kính lúp ở bên ngoài góc 3 giờ như thế này. họ sai thì nó bằng nhau đấy nhưng mà nhìn con này nó lại cảm giác cái mặt số nó thoáng hơn một tí. mặc dù là nhiều kim hơn nhé nhưng mà nhìn mặt số nó lại thoáng hơn Ở à bên trong thì nó vẫn có một cái La bàn để xác định phương hướng Đó Họ làm rất là thiết thực Với cái mục đích đi rao núi Japan cầm tên bộ máy là 6R54 Và được trang bị mặt kính sapphire nguyên khối Ở đây thì các bác sẽ có một cái vành benzen Chia cái số giờ từ 2 đến 24 Để phục vụ chức năng giờ GMT Và con này thì nó thoải mái rồi Đầy đủ dạ quang Chống nước 200m Nói chung là dòng này các bác lên rừng xuống biển thì Hoàn toàn là vô tư Bên hông thì sẽ có hai cái núm chỉnh giờ Và đằng sau Đằng sau thì chiếc này nó sử dụng bộ máy 6R54 uh, Made in Japan Chống nước 200m, kính sapphire và Thân thép không gì Series của nó là 188 này, Đuôi 188 khá đẹp với 24 chân kính tần số dao động là 21.600 và khoảng 72 giờ tích hot tối đa có đầy đủ cả con tay và có cả rừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ à, đi kèm thì sẽ có một bộ dây da trơn nhé dây da trơn và khóa thì nó sẽ là khóa cánh bướm chống gãy dây Đó, có quả diamond siêu lớp phủ bảo vệ khung vỏ để hạn chế sức sát khi mà chúng ta xảy ra va chạm và em sẽ ướm thử trên tay 17 trên này chiếc seco này thì nó sẽ phù hợp dành cho những anh em có cổ tay vừa và hơi to một chút con này thì anh em nên khoảng tay tầm 16 Em nghĩ là 16 trở lên thì sẽ phù hợp với cái size này Đó. Size 395 Con này thì phải tay 15.5 trở lên đấy các bạn 15 thì con này nó hơi dày một tí Dày 13.5 Khá là đẹp Dây da rất là tiện dụng đeo rất là thoải mái và chiếc này đang về với các bác mức giá chỉ có một chiếc duy nhất 18 triệu 900 và mã của nó là 8812 à, 18 triệu 900 000 cho chiếc này các bác nào đang yêu thích thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm còn nếu như mà các bác thích nó mỏng hơn một chút thì không cần cái kim GMT thì các bác chơi con là SVDC091 này con này cũng niêm yết là 193.500 yên chiếc vừa rồi đang lên hết bao nhiêu nhỉ Đây con này thì là 149.000 Khoảng gần 30 triệu 28 triệu Còn uh, con này thì nó là Khoảng tầm uh, 17 triệu 17, 18 triệu cho chiếc này cái con này em đang giao lưu với các bác Chỉ có là 12 triệu 800 thôi nhé Cũng là hàng chưa qua sử dụng Da con này nó là da được dập vân cá sấu Đó Và màu của nó cũng sẽ sáng hơn một chút còn đồng hồ thì mặt cũng tương tự như vậy. Ngoài này có cái kính lúp vào góc 3 giờ và giày chỉ có là 12,8 thôi. Lắc này cũng là lắc 46 này. Anh em cổ tay khoảng 15, 16, 17 là đeo sẽ rất phù hợp. Mặt số màu xanh. Trải tia. Bên trong thì vẫn có cái vành benzen để mà phục vụ chức năng la bàn, xác định phương hướng này. Đó, các bác có thể đánh dấu được cái hướng để mà mình xuất phát. Made in Japan. Con này là dùng máy caliber 6R35, 70 giờ tích cót với 24 chân kính và 21.600 tần số dao động. Kính là kính sapphire nhé. Chống nước 200m, đi mưa rửa tay, đi bơi lội. Hoàn toàn thoải mái với chiếc này. Và nó còn nguyên siêu đáy. Về các bác bóc ra là nó sẽ hết những cái xước này. Dây da 2018 18 Em sẽ lên thử trên tay 17 trên này Đó. Một chiếc khá là đẹp của Seiko Và nếu như mà bác nào mà tìm kiếm quan tâm và đang yêu thích chiếc này Thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm Đang còn một chiếc với mức giá là 12 triệu 800 Mã của nó là 8380 12 triệu 800 nghìn cho chiếc này Tiếp theo thì em sẽ đến với các bác một chiếc đồng hồ của thương hiệu Oren. Hôm nay thì em sẽ có một con Oren Sun and Moon Gen 5, Gen 3. Gen 3 dây da và mặt màu be. Con này nó là một chiếc hàng mới và đầy đủ hộp sổ thẻ với kèm. <laughs> Mã con này nó có là RNAK 0001S với mức giá niêm yết là 62.700 yên là khoảng tầm lắc khoảng 11 triệu hơn. Đó, và đây nó là một chiếc hàng mới chưa qua sử dụng. Chiếc này của em thì nó cũng sẽ có đường kính ở đây là size 42 42,5. Và độ dày của nó là khoảng tầm 13,9 mm. Lắc to lắc ở trên chiếc này nó là 50,4 phù hợp dành cho những anh em mà tay vừa và tay to một chút thích đeo dây da con này thì anh em nên cổ tay khoảng 16 trở lên là đeo sẽ phù hợp đó, mặt số màu be nhé và kim cọc màu đen sử dụng uh, bộ cọc số la mã và bộ kim lá liễu trên con này thì nó sẽ có lịch thứ lịch ngày này lịch sun and moon à, đối với cái lịch uh, sun and moon này thì các bác sẽ có tương đương với giờ ngày giờ đêm đó, như đây là 10 giờ sáng là ông mặt trời còn 10 giờ đêm sẽ là ông mặt trăng để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được. Mặt kính của nó là kính sapphire và dạng kính sapphire cong nhé. Ở bên hông thì sẽ có núm chỉnh giờ, có logo hai chú sư tử của Oren Còn đằng sau thì các bác sẽ có độ chống nước 50m này, thân thép không gì. Kính Sapphire này made in Thái Lan, sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Oren đặt tại Thái Lan. Và như con này thì nó đang nó làm cho thị trường nội địa Nhật. Đó, Thân tem không dỉ với 22 chân kính 21.600 tần số dao động và 40 giờ thích con tối đa Máy F6 B24 Con này có một bộ dây da nâu Dây 22 20 Và khóa của nó là khóa cánh bướm chống gãy dây Cũng mạ PVD màu vàng hồng Có logo của Oren luôn đó Và em sẽ lên thử trên tay 17 trên này Con này sẽ phù hợp cho các bác nào mà cổ tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút khoảng 16 trở lên con này phải 16 trở lên mới đeo đẹp nhé 15 thì các bác không đeo được con này size to 42,5 như tay em thì đang là 17 và các bác nào mà thích một chiếc đồng hồ dây da thì chơi con này là khá là phù hợp dây da kính sapphire có lịch ngày lịch thứ và cơ tự động trên này đang có giá là 6 triệu 980 nghìn với mã là 8371 83,1 6 triệu 980 à, Tiếp theo thì em cũng có một con dây da nữa như của Seiko Nhưng mà con này là một chiếc chạy bằng pin năng lượng Con này là pin năng lượng các bạn Con này nó là một chiếc cực kỳ nhẹ nhàng Đó Chiếc này thì nó sẽ là một chiếc hàng mới và có đầy đủ hộp sổ thẻ về kèm. Các bác sẽ có một cái hướng dẫn của bộ máy 7B75. Đó, world time solar radio, con chỗ ở các cái trạm phát sóng như là ở Nhật Bản này, à, Trung Quốc, Mỹ, Đức và UK là United Kingdom là Anh thì các bác sẽ có thể nó sẽ tự động dò sóng được và hiệu tự động hiệu chỉnh thời gian theo cái sóng radio. Và mỗi cái trạm này thì nó sẽ có bán kính là 200 km. 2000 km chứ. Đó. Ở Việt Nam thì xa quá là không bắt được do vậy là các bác chỉnh tay và chỉnh tay con này cũng rất đơn giản. Đấy. Các bác đến cái nước nào khác múi giờ chỉ cần rút núm ra và chọn cái múi giờ theo đúng cái múi giờ của địa phương đấy thôi là sẽ chỉnh được giờ thế giới và về kèm thì nó sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ như thế này. cái này các bác sẽ có một cái thẻ tác là tên SBTM298 với mức giá niêm yết là 55.000 yên. Độ chống nước 100m và sử dụng là kính sapphire. Một cái thẻ super clear crusting là lớp phủ siêu trong ở trên cái mặt kính này và một cái thẻ này nó là thẻ của cái dây da này. Dây này nó được làm bằng dây da da, da bò. Nhưng mà nó là cái phần uh, dây da đùi của con bò. Cho nên nó sẽ rất là khô và nó nhẹ. Đó bền đẹp một cái phần da rất là đắt đường kính của nó là size khoảng 39,5 con này khoảng 39,5 chín ba chín năm bốn và nó dày khoảng 9,6 phẩy sáu mm lắc tu lắc của con này là 45,8 trọng lượng của con này nó chỉ có 42 g gram thôi cực kỳ nhẹ nhàng và nó còn dây da nữa cho nên là nó rất là nhẹ và thoải mái đó, mặt số của nó thì sẽ có cái màu đen, mặt màu đen hơi pha một chút nâu nâu. Với các cái bộ cọc số được mạ màu vàng hồng. thân vỏ này thì được làm bằng titan. con này là thiết kế ba kim và một lịch. Seiko lịch ngày sử dụng bộ máy 7B75 kính này là kính sapphire có phủ chống lóa AR và có cả phủ siêu trong super clear thì như các bác đã nhìn thấy trên cái thẻ rồi Đó. dạ càng dạ quang khá là rõ ở trên thân kim và các cái chấm ở 12 bộ cọc số này đều có để cho chúng ta dùng không vỏ viền được mạ màu vàng hồng nhé và đằng sau thì các bác sẽ có này uh, solar radio quay control là cái chức năng dò sóng như ở cái quyển hướng dẫn đấy chống nước 100 m không vỏ bằng titan kính sapphire này, máy 7v75 và made in japan bộ máy này thì nó sẽ có tổng tất cả là có 6 chân kính một lần sạc đầy thì các bác dùng liên tục được trong vòng 9 tháng còn nếu mà đúc trong hộp cất đi thì tối đa là được 24 tháng ở chế độ tiết kiệm năng lượng đó và cứ ra nắng là nó cứ liên tục sạc thôi Ngoài ra thì khi mà sạc đầy nó có chống sạc quá tải để bảo vệ tuổi thọ của pin một cách tối đa. Đi kèm là dây da nhé. Đầu trên này là 20 và dưới khóa nó là cứ 16. Bác nào mà đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ mà phải gọi là siêu nhẹ. Nhẹ nhàng, chính xác, bền bỉ. Và thiết kế đẹp, size nó vừa phải, 39,5. Chạy bằng pin năng lượng thì chúng ta có thể tham khảo trên này. Chỉ có 42 gram thôi các bạn. và chiếc này đang có mức giá là 7 triệu 600 với mã là 6353 7 triệu 600 nghìn cho chiếc này các bạn nào đang yêu thích thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm <laughs> dòng uh, Titan thì em còn có chiếc này chiếc này nó là một chiếc uh, Seiko Atron con này thì nó mới ra mắt cũng mới ra mắt gần đây thôi Đó cái dòng Atron này thì nó phân khúc nó cao hơn một chút và trên này nó sẽ có cái mã là SBXI07063 148.500 biên Đó, cũng khoảng là quanh khoảng 27 triệu là nên thẻ bảo hành quốc tế và có một cái hộp hộp này là cái hộp của năm 2024 <laughs> trên này nếu như đo sai thì em sẽ có đường kính là khoảng 39,5 và dày của nó là khoảng tầm 9,7 mm. Cái lắc tô lắc ở trên đây nó khoảng tầm 45 45,3. À, phù hợp dành cho những anh em mà tay khoảng tầm 15, 16, 17 đến 17.5. Thì đeo con này nó hoàn toàn là phù hợp rất là nhẹ nhàng, chỉ có 90 g thôi. Tổng trọng lượng con này là 90 g. Nếu như mà các bác bỏ đi hai ba cái mắt này thì nó còn khoảng tầm 80 g. Đấy là cắt các cái mắt thừa ra. Còn nếu như phun dây này thì là 90 g nhé. À, mặt số là màu đen với các cái ô vuông kẻ caro và bộ kim cọc thì rất là sáng. Bắt sáng tốt. Dòng này nó hoàn thiện là rất là tốt rồi. Với ba kim và một lịch. con này có cả lịch vạn niên tự động chuẩn đến năm 2099 và dạ quang có cả ở phần thân kim cọc mặt kính sapphire nhé đây nó có cả phủ chống lóa phủ siêu trong và có comfort diamond siêu vào về khung vỏ này con này thì đầy đủ hết các công nghệ đằng sau thì cũng tương tự máy 7 vv 2 A7Vv2 thì nó khác 7Vv5 một chỗ đấy là các cái city code này thì nó được làm ẩn hết. Nó làm ẩn hết ở trong các cái cọc số này. Do vậy nhìn cái mặt số nó sẽ thoáng đãng hơn. Đó. Nó chia ra các cái vạch Mà các bác nào cần tham khảo hướng dẫn sử dụng thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm và bên em sẽ gửi cái hướng dẫn sử dụng chi tiết của bộ máy này cho các bác, rất là dễ điều chỉnh. Chỉ cần chỉnh một lần thôi là các bác không phải suy nghĩ gì. Nó tự động chuẩn đến năm 2099 Dây Titan và khóa thì sẽ có logo của Seiko nhé Con này nó là hàng mới Còn nguyên siêu Và em sẽ lên thử trên tay 17 trên này Đó dáng bắt rác Khá là ôm tay Chống nước 100m Kính sapphire và pin năng lượng Solar Có chống xa quá tải Có tiết kiệm năng lượng và có cả lịch vạn niên và giá thì đang có một chiếc mức giá 17 triệu 500 về đến tay các bác hàng mới mã là 8505 17 triệu 500 nghìn các bác nào đang yêu thích chiếc này thì có thể truy cập trực tiếp vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng hoặc là có thể alo cho bên em tiếp theo của cái dòng Titan chạy pin năng lượng thì em còn một chiếc của Citizen. Con này mới về được mấy hôm nay thôi. Đó. Một chiếc mà cũng mới được Citizen cho ra mắt và nó là chiếc đầu tiên của Citizen mà có cái lịch uh, tuần trăng moon phase này. Trên trên này thì ngoài lịch vạn điên ra các bác còn có cả lịch uh, trăng rằm nữa. Đó, dựa vào cái lịch này thì các bác có thể uh, tính toán được cái uh, lịch âm, tức là có cả âm lịch và dương lịch. Con này có mã là BI 1001 cái ngang 66E. Bán ra tháng uh, 8 năm 2024, tức là vừa mới bán đây thôi. Và con này thì có mức giá niêm yết là 148.500 yên, nó loanh quanh khoảng tầm 20 uh, tầm khoảng gần 30 triệu con này. Thì hôm nay đầu có Lâm có một chiếc hàng uh, siêu lướt và giá còn một nửa so với giá niết biết để các bác chơi trải nghiệm con này thì nó không kém gì là hàng trưng bày các bạn không kém gì luôn thậm chí là không có một vết xước nào luôn hàng còn cực kỳ đẹp toàn là những chiếc mà bên em tuyển chọn rất là kỹ Xe ngang đường kính của nó ở đây em đo được nó khoảng tầm khoảng 42 và độ dày của nó là khoảng tầm 11 mm. Lắc to lắc là 49,5 phù hợp cho những anh em cổ tay 16 trở lên. thích đeo những chiếc mà nó gọn nhẹ. Trọng lượng con này nó chỉ có hơn 80 g thôi các bạn. Khoảng 80 85 g, rất là nhẹ nhàng. Mặt số màu đen nhé. Mặt đen trải tia. Đó, sẽ có ba cái sắp đây ở bên trong là lịch thứ này, lịch uh, Moon phase giờ 24 tiếng. Ngoài ra thì sẽ có lịch ngày ở 4 giờ và có kim báo năng lượng ở bên góc 9 giờ. Đó, dòng Citizen Atesa. Đây bên trong nó cũng là các cái vành City Code được ẩn và nó chú giải luôn. Như con Seco kia thì nó không có cả cái phần chú giải để nhìn cho nó thoáng nhưng mà con này thì nó có chú giải này. Các bác sẽ thấy được là khi mà chúng ta rút núm ra để chỉnh thì nó sẽ về các cái múi giờ cộng 7 này, cộng 6 này, cộng 7, cộng 8, cộng 9, cộng 10. Thì như Việt Nam là Bangkok là cộng 7. Đó. Đây nó có từ 0 đến cộng 5 Dòng 0 đến trừ 5 Trừ 10 này Có cả giờ mùa hè Và lịch trăng nha các bác nhé Để như đây là nó Dựa vào đây thì các bác nhìn thấy là nó qua rằm rồi Đó Trăng cần uh, thành trăng lưỡi liềm rồi Kính sa phiên nguyên khối có phủ chống lóa rồi. bên ông thì sẽ có ba cái núm chỉnh và bên em cũng đã hướng dẫn chỉnh rất chi tiết bộ máy này rồi Đằng sau thì con nó sẽ chú giải từ cái, các cái thành phố đấy. Đó như là cộng 7 thì là bao nhiêu đây? Cộng 7 là Bangkok này, 8 là Bắc Kinh, 9 là Tokyo. Và các bác dựa vào đây để các bác có thể uh, search các cái thành phố để biết được. Và máy của nó là máy H874. Một bộ máy nhiều chức năng chạy chuột xác, pin eco À, uh, kính là kính sapphire không vỏ titan có công nghệ Duratec bảo vệ không vỏ và chống nước 100m 100 mét nước là đi bơi thoải mái rồi Con này có Titanium Đó, và em sẽ lên thử trên tay 17 <laughs> Cái công nghệ Duratec của Seiko thì của của Citizen thì nó cũng tương tự như Comfortex của Seiko nó cũng phủ hạn chế xước và bảo vệ khung vỏ với phủ chống dị ứng kim loại Thế Các bác nào mà đeo đồng hồ thép 316 chẳng hạn mà các bác hay bị kích ứng tay thì có thể chuyển sang chơi những cái dòng mà có phủ chống dị ứng hoặc là chơi những con titan này thì sẽ có thể là hết bị kích ứng tay hoặc là chơi đồng hồ dây da Ở trên này có mã là 8802 nhé và mức giá về là 14 triệu 500 mã 8802 đang có một chiếc và bác nào yêu thích thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm có thể truy cập vào website đồng hồ Lâm.com để đặt hàng hoặc là có thể liên hệ đến bên em theo hotline 0834 69 6699 tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một vài mẫu đồng hồ cơ hôm ừ. nay thì em có về một con một con Oren Marco con này là Marco Kamasu hay các bác còn gọi là Marco 4 và con này về thì cũng là full set hộp sổ thẻ với kèm hàng chưa qua sử dụng chiếc này có mã là RNAA0810N với mức giá niêm yết là 48.400 yên. Giá này thì nó lăn quanh đâu đấy khoảng tầm 8 triệu, hơn 8 triệu. Đường kính là 41,5 và độ dày của nó là 12,9 mm. Lắc to lắc ở trên chiếc này nó khoảng tầm 46,5. Phù hợp dành cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi hơi to một chút. Lăn quanh khoảng tầm 15.5 đến 17.5 thì chúng ta đeo chiếc Marco 4 này nó sẽ hoàn toàn là phù hợp. À, mặt số của nó sẽ có màu xám nhé, con này mặt xám chảy tia, đó. Thiết kế với ba kim và hai lịch. Marco thì nó được một cái là dạ quang rất là sáng rồi. Đó. Dạ quang cực kỳ sáng kính được trang bị là kính sapphire chống nước con này là 200m nước ô con này là made in Japan à con sót lại một con các bạn made in Japan này. còn sót lại một con này các bạn kính sapphire nha made in Japan nha. F692 đó water resistant 23 chống nước con này là 200m nước thì các bạn có thể đi mưa rửa tay bơi lội tắm giặt hoàn toàn thoải mái rồi và con này nó là bản nội địa Nhật lắp ráp hoàn toàn tại Nhật ấy. dòng này từ 2024 là nó chuyển hết sang nhà máy ở Thái Lan rồi và như bây giờ thì các bác sẽ toàn dùng là cái bản made in Thái Lan này thôi đó nhưng hôm nay thì em có một con à đây made in Japan này còn lại một chiếc duy nhất hàng lưu kho từ cuối năm 2023 nhé. con này đang có giá với các bác là 5 triệu 750 nghìn và mã là 8768 đây em sẽ lên thử trên tay 17 Đó, 5 triệu 750 nghìn trên này Các bác nào đang yêu thích thì Trên này nó mã là 8768 5 triệu 750 nghìn Mặt màu xám Còn dòng này bây giờ Từ 2024 là nó đã chuyển hết sang Epson Thái Lan sản xuất và lắp ráp rồi và ở Nhật thì bây giờ họ dùng hết là cái bản Made in Thái Lan như thế này đó. con này chắc là lưu kho còn lại một cái thôi các bạn còn con này thì nó là màu xanh ngọc lục bảo nói chung là Nhật lắp và Thái lắp thì em đánh giá chất lượng nó là như nhau đó chỉ có là sang Thái thì cái mức giá nó lại giảm tải đi một chút Orange Automatic này Lịch ngày lịch thứ này Mặt màu xanh ngọc lục bảo Dòng này thì là viên bên xoay được một chiều Để có thể phục vụ được giờ thể thao hoặc là giờ đi bơi đi lặn Và kính của nó là kính sapphire nhé Cái này kính sapphire Bên hông đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số Đó. Water mười 13 Kính Sapphire Made in Thailand và máy sử dụng là máy F692 với 22 cm kính và 40 giờ tích cót dây thép đúc đặc dây 2220 và cũng sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này cho các bác Nói chung là chất lượng như nhau thì các bác chọn màu theo cái sở thích của mình thôi Nếu mà thích cái mặt màu xanh này thì đang có một chiếc Giá thì tương tự như nhau các bạn Con này là mã 8756 Giá cũng là 5 triệu 750 nghìn mã 8756. Và yêu thích chất nào thì các bác có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm và mỗi thứ em đang còn một cái. Tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc đồng hồ của thương hiệu Orange Star. Ở đây thì em sẽ có một chiếc Orange Star dòng Layer Skeleton. Và con này nó là một chiếc hàng chưa qua sử dụng có đầy đủ hộp sổ thẻ này và bảo hành quốc tế về kèm hướng dẫn sử dụng Con này có mã để các bác check tham chiếu đến là RKAV 0B08L với mức giá niêm yết là 106.700 yên. Nó là quanh khoảng tầm 18 triệu cho một chiếc hàng mới giá niêm yết. Với cái đường kính xe mặt ở đây là khoảng tầm 41 và độ dày dày là 13,5. Lắc ở trên này nó là 48, phù hợp dành cho những anh em cổ tay 16 trở lên là đeo rất là vừa vặn và thoải mái cái size này mặt số của nó thì sẽ có cái màu uh, xanh. Con này màu xanh hơi pha một chút là ánh xám và có kim giờ, kim phút, kim giây với cái kim báo năng lượng ở trên góc 12 giờ. Oresta automatic. Và nó lộ một phần cái mặt số. ô cái số lộ tim với cái lộ phần bánh răng lịch. Con này thì nó được trang bị là một cái mặt kính sapphire cong và núm chỉnh giờ ở bên góc 3 giờ có logo của Orenstar. Còn đằng sau thì sẽ có các cái thông số cơ bản như là Made in Japan này, là máy F6, F4, Water Resistant 13 trong nước 100m, thân thép không dị và kính sapphire. Bộ máy này thì sẽ có 24 chân kính, tần số dao động là 21.600 và 50 giờ tích cót tối đa. Sai số của dòng này nó khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày. Và như những con mới này thì nó dưới cái mức đấy một chút Nó lên quanh khoảng tầm 10 đến 15 giây một ngày Đó. Thậm chí là có những chiếc nó còn dưới 10 giây Ở đây thì nó sẽ là dạ quang ở các cái đầu chấm và trên thân cọc số và trên thân kim Dây thêm đúc đặc nhé Đầu trên này nó là cỡ 20 và dưới khóa là 18 Dây 5 chỉ Khóa thì sẽ có logo của Oresta Và em sẽ lên thử trên tay 17 thế này như chiếc Oresta này thì nó sẽ phù hợp dành cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay to lên quanh khoảng 16 trở lên là chúng ta đeo sẽ rất là phù hợp và như cổ tay của em thì đang là tay 17 em bác nào mà đang tìm kiếm quan tâm và yêu thích cái dòng này thì bên em hiện tại đang có một chiếc với mã là 8888 chiếc này đang có giá là 10 triệu 950 nghìn mã 8888 Ngoài chiếc mặt màu xanh ra thì em còn có một con mặt màu trắng Thì hai chiếc này nó chỉ khác nhau về cái màu mặt thôi Con mặt trắng này thì nó đang có mức giá tốt hơn một chút 10 triệu 650 và mã là 8544 bốn Đều là hàng mới chưa qua sử dụng cả đó. Khác nhau về cái màu mặt Mặt trắng thì nó sẽ đi với bộ kim màu xanh kim kiếm màu xanh kính xa phía cong chống nước 100m cơ tự động có hỗ trợ cót tay và hàng chưa qua sử dụng đó máy F6 F4 của Oresta một bộ máy rất là bền bỉ và đáng tin cậy em sẽ lên thử trên tay 17 trên này Đó, một chiếc rất là đẹp Các bác có thể chọn lựa chọn màu theo sở thích nhé Và hiện tại đang còn hai màu Mỗi màu em đang có một chiếc Chiếc này chỉ có 10 triệu 650 nghìn Với mã là 8544 10 triệu 650 Tiếp theo thì em có một chiếc nữa của Oresta. Con này thì sẽ là một chiếc Oresta lịch Moonface. Có cả lịch Moonface tuần trăng và có cả lịch dương 31 ngày. Đó. Hôm trước thì có về một cái và các bác cũng đã lấy rồi. Còn hôm nay thì về thêm được một cái. Và chiếc này nó có thêm một cái cái bút chọc lịch Moonface của Oresta. Đây, các bác sẽ có một cái bút chọc ở trong hộp như thế này và một cái cửa sổ bảo hành quốc tế đó để, để các bác có dùng để chỉnh cái lịch tuần trăng nếu như mà những cái con moon này mà của thụy sĩ thì các bác sẽ phải bỏ ra loan quanh đâu đấy tầm khoảng bốn năm triệu đây là những chiếc mà phân khúc tầm tầm thấp đó để các bác chỉnh cái lịch tuần trăng như thế này đó cứ lấy dùng cái tool để chỉnh thôi và các bác có thể biết được là dựa vào cái lịch cái trăng này thì đoán được cái lịch âm con này có một cái bộ máy cũng khá là phức tạp với rất nhiều các cái chi tiết Đó như chính giữa này thì các bác đoán được nó là lịch rằm chẳng hạn thì phụ kiện của nó là đầy đủ nhé các bác nhé cả bút chọc luôn bút chọc này có logo của Oresta và cái đầu này nó làm bằng làm bằng nhựa để cho nó không bị xước rồi cái việc và một cái bảo hành quốc tế. International warranty này. Hộp. Oh. Dòng này thì bây giờ nó ngừng sản xuất rồi và khá là hiếm hàng ở trên thị trường. Hôm nay thì em có một chiếc hàng mới nguyên siêu về với các bác. Mã của con này thì các bác check đấy là RKAI0103L Ním yết là 217.800 pin Là nó lên quanh khoảng tầm 40, khoảng 41, 42 triệu Cho một chiếc hàng mới Giá niêm yết Con này đường kính là size 41 Và dày của nó là khoảng tầm 13,6 Lắc tú lắc ở đây là 48,8 Phù hợp cho anh em tay khoảng 16 trở lên Đeo con này sẽ rất là phù hợp và vừa vặn thích một cái mặt màu xanh than nó đập và đẹp như thế này bộ cọc số la mã và có bộ kim kiếm oresta này có lịch uh, môn phơi ở bên trong bên ngoài nó là cái lịch ngày nhé và có một cái kim pointer nó chỉ vào cái lịch ngày này đó. Dòng Oresta thì nó có cái đặc điểm quen thuộc là có kim báo năng lượng, một cái chức năng rất là đáng tiền. Và con này nó được trang bị một cái kính sapphire cong phủ chống lóa AR. Mặt số thì rất là trong rồi. Ở bên hông thì sẽ có ba cái hai cái núm, một núm chỉnh lịch moon phase và núm chỉnh giờ, chỉnh phút, chỉnh lịch ngày. đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên trên này. Con này là máy F7 một bộ máy mà thường thì chúng ta chỉ thấy trên những cái dòng mà nó đắt đắt một chút của Oresta đó bộ máy này thì cực kỳ đáng tin cậy sai số của nó chỉ có cộng 15 giây đến trừ 5 giây mỗi ngày ở trong điều kiện tiêu chuẩn thôi Còn những chiếc này thì nó đang dưới 10 giây chống nước 5m 50m thân thép không gì và kính sapphire máy F7 M6 với 24 chân kính 22 chân kính 21.600 tần số dao động và con này là khoảng 50 giờ trên con tối đa dây của nó là dây thép đúc đặc nhé dây 20 18 và có một cái khóa khóa gấp đôi gặp hai bên vào và giấu khóa đi đó tạo nên một cái cảm giác khá là liền mạch của bộ dây khi đeo em sẽ lên thử ở trên tay 17 trên này chiếc Oresta này nó sẽ hợp cho những anh em cổ tay 16 trở lên là chúng ta đeo hoàn toàn phù hợp và hiện tại thì tay em đang là 17, con này nó là size 41 chiếc này đang về với các bác mức giá của nó là 22 triệu 950 nghìn và đang còn một chiếc với mã là 8869, 22 triệu 950 các bác mà đang quan tâm yêu thích chiếc này thì có thể nhắc máy lên và alo cho đồng hồ Quang Lâm để trên tay và sở hữu chiếc này Hàng còn mới nguyên siêu các bạn nhé Đó. À, Tiếp theo thì em cũng sẽ trên tay một chiếc đồng hồ rất đẹp Đến từ thương hiệu của Seiko Ở đây thì em có một con uh, Seiko Prospect Speed Timer Con này là một chiếc hàng đã qua sử dụng Có hộp sổ thẻ về kèm con này thì em đang áng đết của nó khoảng 2023 Vì nó mới vào cái dấu của đại lý thôi Con này là ra mắt năm 2000 tháng 11 Mùng 1, 11 tháng 11 năm 2022 là mở bán đấy Thì chắc con này khoảng tầm 2023 Đó Với cái tình trạng mà nó còn mới như thế này thì thoải mái để cho các bác dùng Con này thì gần như là không có sức sát gì Đáng kể cả Chỉ có một vài vết ở trên khóa này thôi còn phần dây thì còn cực kỳ đẹp Mắt thừa còn đầy đủ Hộp sổ thẻ đầy đủ Dòng này là dòng pin năng lượng Đó. Đường kính em đo được là nó sai khoảng 41,5 và dày là khoảng 13 mm. Cái lắc tu lắc của con này nó khoảng tầm 45,7. Chiếc này thì nó sẽ phù hợp và cho những anh em có cổ tay khoảng loanh quanh 16 trở lên thì đeo sẽ rất là thoải mái cái size này. mặt số màu xám nhé, sẽ có ba cái sắp dial màu đen ở bên trong là giờ 24 tiếng, oceanograph tính phút và lịch ngày. À và đây nó lịch ngày đây, còn bên này là kim dây. hai cái kim đỏ của Chono thì nó phân biệt riêng luôn, màu đỏ và dòng này thì nó dạ quang rất là sáng rõ ở trên thân kim và trên thân cọc số Đó. sáng rõ to bản dễ nhìn có cả kiểm tra mức năng lượng được với một lần sạc đầy thì các bác có thể dùng liên tục được trong vòng 6 tháng và con này có cả chống sạc quá tải Đó. rất là bền bỉ chính xác kính của nó là kính sapphire nhé vành tachymeter đo vận tốc trên quãng đường 1 000 m như những chiếc này các bác cứ ra ngoài nắng là nó cứ tiếp tục sạc vào cái uh, quả pin ở bên trong bằng các cái panel thu nhiệt đặt ở dưới cái phần mặt dial này đó và nguyên lý hoạt động là không cần đi thay pin nếu như các bác dùng đúng cách dây của nó là thép đúc đặc và khóa thì sẽ có logo của Seiko ở đằng sau thì sẽ có các cái thông số chống nước 100m này pin solar thân thép không dỉ và made in Japan bộ máy sử dụng là V192 có chống sạc quá tải và đây nó là một chiếc hàng lướt dây thì là dây thép lúc đặc và rất là chắc chắn dày dặn em sẽ lên thử trên tay 17 trên này Như con này thì anh em tay quanh khoảng tầm 16 trở lên là đeo sẽ rất là phù hợp. Kiểu dáng thể thao. Và đây là một chiếc hàng siêu lướt niêm yết lên đến 93.500 yên. Con này thì em về có 9 triệu 700 này Mã là 8577, 9 triệu 700 và các bác thích thì nó còn có cả hàng mới chưa qua sử dụng nhé. đây tiếp theo thì em sẽ có một con của seco nữa con này nó là một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt rồi hàng đã qua sử dụng lướt à con này nó còn có cái cái đế ở bên trong này các bạn này đây. con này là một chiếc hàng lên đời tranh lý của một bác khách quen mua vào 30 tháng 9 ở bên em mua mới các bạn nhé 30 tháng 9 năm 2024 và vẫn còn là bảo hành quốc tế SBDC 147 với mức giá niêm biết ở trên này là 100 con này là 93.500 yên là cũng khoảng 17 18 triệu. Và đây nó là một chiếc hàng siêu lướt. Mua mới tại Đồng Quan Lâm mới được một tháng nay thôi. Và bác khách lên đời một chiếc khác thì có để lại cho Đồng Quan Lâm chiếc này. Và nếu như mà bác nào mà quan tâm yêu thích chiếc này thì có một chiếc với tình trạng còn tương đối là đẹp. Có một vài vết sức răm trong quá trình sử dụng rồi. Sức răm nhẹ lông mèo. Dây thì còn đẹp lắm. Con này thì không có cấn móp va đập gì các bác dùng thì hoàn toàn yên tâm. Đó. Seiko. Tình trạng còn phải đến trên 95% về ngoại hình tổng thể. Đường kính em đo được ở đây nó là size 38,7, size 39 nhé, con này size 39. Và dày của nó là 12,9. Lắc tu lắc ở đây em đo được là 45,9. Phù hợp dành cho những anh em mà cổ tay vừa và cổ tay nó hơi hơi uh, nhỏ một chút khoảng 15 đến 17 thì chúng ta đeo sẽ hoàn toàn phù hợp trên này. Uh, mặt số của nó sẽ có cái màu gọi là màu xám nhé, chải tia, kim cọc thì khá là to bản. Bắt sáng tốt. Ống ánh này sắc cầu vồng và có dạ quang đầy đủ ở trên phần thân kim, thân cọc số. Con này dùng máy 6R35 thì nó sẽ có 3 kim và một lịch rất là dễ nhìn tiện dụng. Made in Japan. Đó, kính là kính sapphire nhé Bản nội địa Nhật. Chống nước 200m. Máy 6R357 bây giờ Seiko và có đầy đủ quai tay. Con này thì các bác có thể đi bơi được thoải mái. Dây thép. Muốn sang dây da thì trên này nó dùng cỡ dây là 19 18 và em sẽ lên thử trên tay 17. Đó. Một chiếc rất là đẹp của Seiko Và hiện tại thì giá đang về với các bác Chiếc này là 11 triệu 500 các bác nhé 11 triệu 500 hàng siêu lướt Với giá mã là 8819 Giá 11 triệu 500 Các bác nào đang yêu thích thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm tiếp theo thì hôm nay em còn là một chiếc seiko seiko con này là bằng uh, titanium saw043 một chiếc này thì khá là hiếm hàng và bây giờ còn ít lắm mà hôm nay em có một chiếc hàng chưa qua sử dụng cho các bác dành cho bác nào mà thích một chiếc cơ mà có khung vỏ bằng titan đeo hàng ngày cho nó nhẹ nhàng và đẹp thì có thể tham khảo trên này SRW043 con này niêm yết là 150.000 yên cộng thuế là khoảng 165.000 thì nó rơi vào đâu đấy khoảng loanh quanh tầm 30 hơn 30 triệu nó đường kính của nó là size 41 dày của nó là khoảng tầm 12,7 và cái lắc tu lắc ở đây là 46,2 chiếc này thì hợp cho những anh em tay vừa và hơi to khoảng 16 trở lên là chúng ta đeo sẽ rất là phù hợp với size này mặt số của nó màu màu đen mặt đen và kim cọc màu bạc rất là nổi bật bắt sáng tốt máy chạy với tần số dao động, động là 28.800 có ở đây nó là lịch ô cửa sổ lịch ngày và kim báo năng lượng power reserve ở bên góc 9 giờ con này của em thì nó sẽ là 45 giờ thì có tối đa nhé. Kính xa nguyên khối và có cả đây công nghệ có các này Phủ chống lóa AR, phủ siêu trong. Đây mình siêu vào về khung vỏ. Đó, khung vỏ bằng titan và tổng trọng lượng con này nó chỉ có là 116 g. Cực kỳ nhẹ. Chống nước 100 m kính sapphire, bản nội địa Nhật made in Japan. Khung vỏ bằng titanium. Máy uh, 6R27 với 29 chân kính, 28.800 tần số dao động. Và trên này của em là 45 giờ tích cót tối đa. Đó, dây toàn bộ là titanium nhé. Và em sẽ lên thử ở trên tay 17 trên này. Cái này thì anh em tay loanh quanh khoảng tầm 16 cho lên là đeo sẽ rất phù hợp. Nhẹ nhàng, nhẹ như một chiếc dây da. Và các bác dùng nước thì sẽ thoải mái. 100 mét nước, kim dây chạy với tần số dao động là 28.800 Dòng này nó đã ngưng sản xuất rồi các bạn Và bây giờ tìm được một chiếc hàng mà New như thế này thì rất là ít Và giá lại còn tốt nữa Con này là 18.500 Mã của nó là 8548 18.500.000 cho chiếc này tiếp theo thì em có một chiếc của Seiko con này cái hộp về nó bị đè và nó hơi hơi xấu cái vỏ bên ngoài một chút đó hướng dẫn của M8 4R à trên này là một chiếc uh, SBSA 028 con này lâu lắm rồi mới về một cái một chiếc cũng là dòng Seiko 5 Sport nhưng mà dành cho bác nào thích đeo dây cao su cho nó trẻ trung và dễ hấp phối đồ thì có thể chơi con này cũng là full book hồ sổ thẻ các bác nhé không vào viền được mạ pvd màu vàng hồng Mã còn chiếc này là SBSA028 với mức giá niêm yết là 51.700. 51.700 bây giờ thì nó khoảng tầm hơn 9 triệu. Con này thì đường kính là size 42,5, 5 dày là 13 mm và lắc tu lắc ở đây nó khoảng tầm 45.7, 46. Thế anh em nào thích thì chỉ cần 15.5 trở lên là đã đeo phù hợp chiếc này rồi. mặt số màu đen và kim cọc được mạ PVD màu vàng hồng. Ba kim hai lịch. Đó. Dạ quang rất là sáng rõ, dễ nhìn. Máy 4R36. Có cái vành benzen này xoay được một chiều này. Con này khung vỏ là mạ vàng hồng và có một cái niềng băm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một bộ dây cao su nhưng mà trên họ lại lót một cái lớp da vừa tạo cảm giác lịch sự nhưng mà dây nó lại chống thấm tốt dùng diện rất là bền và các bác dùng nước được sẽ hoàn toàn thoải mái à, với đằng sau thì chúng ta sẽ có máy 4R36 nhé thân tem không dỉ và chống nước 100m siêu đáy thì nó vẫn còn nguyên cái này là còn nguyên siêu đấy Đó. khóa xiên có logo của Seiko 41 RTc và có hỗ trợ có tay là thông số kỹ thuật của con này. Caliber 4R36, một bộ máy rất là bền bỉ của nhà Seiko. Đó, em sẽ lên thử trên tay 17. Con này thì anh em chỉ cần là tay 15.5 thôi mà thích là đã đeo vừa rồi. Và trên này thì đang có có mã là 8811. Cái giá con này thì nó là quanh khoảng tầm 6 7 triệu gì đấy các bạn. Và vừa kịp, vừa về chưa kịp lên giá thì em sẽ cập nhật ở trên website nhé. Các bạn có thể vào website hoặc là có thể alo trực tiếp cho bên em theo số hotline 6 9 6 6 9 9. đây Đêm nay còn có một con nữa khá là đẹp cũng của Seiko 5 Sport. Con này là một chiếc GMT SBSA003, à, SBSC003 mới được ra mắt. nó và con này cũng full book hộp sổ thẻ này SPSC 003 Dòng này thì nó khác là có thêm cái kim GMT Đó Một chiếc cũng khá là đẹp Con này ra thị trường quốc tế thì nó có tên là SSK 003 và niemet con này ở Nhật là 66 mm. Đây là bản nội địa Nhật cho nên nó có tên là SBSC003, một cái tên gọi của thị trường nội địa nhé. Dây Jubilee máy 4R34, phát triển từ 4R35 và thêm kim GMT nữa. Rất là bền. Con này thì sẽ có đường kính cũng là 42,5. Dày 13,5 và lắc của nó là khoảng tầm 46. Thì anh em cổ tay vừa và hơi to một chút, khoảng 15.5 trở lên là đã đeo rất đẹp trên này rồi. Dòng này nó có một cái lắc rất là ngắn Rất là dễ đeo Mặt màu xanh deep blue Xanh tím than Với cái vân trải tia sunburst Có kim giờ, kim phút, kim dây Và thêm một cái kim GMT màu đỏ nữa Dạ quang sáng ở trên thân kim cọc Với 4 kim một lịch Máy 4R34 Vành benzen thì xoay được hai chiều đó. Kính là kính HLAC nhé, cái vành van ren này cũng làm bằng kính luôn ạ Núm chỉnh giờ ở bên góc 4 giờ là có logo của nhà, à không có logo, có gờ bảo vệ núm Chống nước 100m này, thân tem không gì và 4R34 made in Japan, bản nội địa Nhật đấy. Con này em rất thích ở cái bộ dây, dây Jubilee khá là đẹp và ôm tay Dây này thì em nghĩ là cũng không cần phải chơi thêm sang dây khác nữa. Còn nếu như mà thích thì các bạn có thể chơi cháo một bộ dây cao su hoặc là dây da vào nữa thì đeo cũng hoàn toàn là thoải mái chứ này. Và em sẽ lên thử ở trên tay 17. Dây ôm tay lắm các bạn. Đó. Một chiếc rất đẹp và về đến tay các bác chiếc này có mã là 858 8 triệu 550.000 mã là 8866 8 triệu 550 ở à đây cũng là chiếc cuối cùng trong video của buổi tối ngày hôm nay và đồng hồ Quang Lâm à, nói thật giá thấp xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nếu như quan tâm yêu thích chiếc nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đến bên em theo hotline 0834 696699 hoặc là qua 23 Nguyễn Công Hoan Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội để lên tay trực tiếp những mẫu đồng hồ này Uh, xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo